Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Questin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Questin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Questin Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nang Công dụng Hỗ trợ tim mạch Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ Hỗ trợ giúp cơ thể chống lại các gốc tự do Duy trì hỗ trợ bảo vệ sức khỏe mô bằng điều hòa các hoạt động các enzyme. Có thể hỗ trợ giúp chống lão hóa. Có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục. Có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu nghiên cứu trên người và động vật chỉ ra rằng hợp chất này có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và bảo vệ chống lại các biến chứng của bệnh tiểu đường. Đối tượng sử dụng. Người lớn trên 18 tuổi. Người bị cholesterol cao, nguy cơ sơ vữa động mạch người có hệ miễn dịch kém người có cơ địa bị dị ứng người bị viêm tuyến tiền liệt bệnh nhân gút chống chỉ định sản phẩm chỉ dành cho người trưởng thành nếu đang dùng các loại thuốc hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng không nên sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của sản phẩm liều dùng uống một viên mỗi ngày và uống cùng với bữa ăn cách dùng sản phẩm được dùng bằng đường uống không nên nhai hay bẻ viên mà nên nuốt nguyên viên với nước lọc không uống quá chỉ định của bác sĩ lưu ý khi sử dụng sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hiệu quả sử dụng sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa của từng người Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Tác dụng phụ Buồn nôn Tiêu chảy hoặc táo bón Khó tiêu, đau dạ dày, ở hơi Nhà sản xuất Garo Formulas USA Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Questin, đồng thời biết cách sử dụng Questin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.